hiền Lý Thái Tông. Được phong làm thái tử năm 12 tuổi, Lý Phật Mã được cho ở riêng, không còn được gần bên phụ hoàng và mẫu hậu nữa. Ngày ngày cậu giam mình trong cung Long Đức, dùi mài sách vở với mấy vị đại thần. Lớn thêm chút nữa, thái tử bắt đầu được cho làm quen với công việc, kể cả việc cầm quân đi dẹp loạn. Được rèn cặp như thế, thái tử Lý Phật Mã đã trở thành một người văn võ toàn tài, thông tỏ mọi sự. Năm 1028, Lý Thái Tổ băng hà. Lý Phật Mã lên nối ngôi. Khi ấy ông 28 tuổi, hiệu là Lý Thái Tông. Trong 26 năm ở ngôi, ông đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho vương triều và đất nước. Lý Thái Tông rất quan tâm đến nông nghiệp. Một lần nhà vua ngự ra Bố Hải Khẩu, Vũ Tiên, Thái Bình ngày nay, làm lễ tịch điền. Tế thần nông xong, vua bước xuống ruộng trực tiếp cầm cày thúc trâu cày đến mệt mới nghỉ. Để khuyến khích dân trồng bông lấy sợi và trồng dâu nuôi tằm, ông cho triệu thợ giỏi vào dạy các cung nữ dệt vải. Nhà vua thường đến xem và còn tự mình vẽ các hoa văn cho họ dệt. Vải bóc dệt ra, triều đình từ vua đến các quan đều sử dụng, không phải nhập lụa gấm từ Trung Quốc nữa. Nhờ vậy, nghề dệt rất phát triển. Nhiều làng như Nghĩa Đô, Nghi Tàm, Vạn Phúc quanh Thăng Long trở nên nổi tiếng. Lý Thái Tông đặc biệt chú trọng phát triển các ngành nghề và mở mang thương nghiệp, chợ búa mở ra khắp nơi. Nhà vua chăm lo tu bổ, mở thêm đường xá, giúp cho việc thông thương, hàng hóa được lưu thông, buôn bán được mở rộng. Triều đình cho đúc đến 9 loại tiền khác nhau để tiện cho việc tiêu dùng. Năm 1042, Lý Thái Tông đã cho biên soạn bộ luật hình thư, bộ luật đầu tiên của nước ta. Việc ra đời của hình thư là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa. Nó quy định các loại tội danh và hình phạt tương ứng, nhưng thấm đẫm nhân văn dưới ảnh hưởng của giáo lý đạo Phật. Bộ luật giúp người dân hiểu và tôn trọng phép nước, giảm thiểu cách xét xử tùy tiện, ngăn chặn qua lại tham ô, cậy quyền cậy thế, hà hiếp dân lành. Để đánh dấu sự kiện đất nước đã có luật pháp, Lý Thái Tông đổi niên hiệu thành Minh Đạo, nghĩa là con đường sáng. Đồng thời vua cho đặt hai lầu chuông kêu oan ở hai bên Long Trì, gần điện Càn Nguyên. Đích thân nhà vua đứng ra phân xử nhiều vụ dân đến đánh chuông, khiếu kiện. Đã gần 10 thế kỷ qua đi kể từ khi đó, song hình ảnh vị vua nhân từ, coi trọng kỷ cương phép nước và mong muốn công lý cho tất cả mọi người dân vẫn luôn in sâu đậm cho đến tận ngày nay.